Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, mới đây, báo cáo tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 6 tháng 7 cho thấy, thị trường lao động việc làm của Việt Nam trong quý 2 năm 2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Thông tin từ báo cáo cho thấy, lực lượng lao động, số người có việc làm quý 2 năm 2022 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước ở cả 3 khu vực kinh tế. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Trong quý 2 năm 2022, cả nước chỉ còn hơn 8 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Con số này giảm hơn một nửa so với quý trước, giảm 8,9 triệu người và giảm 4,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 năm 2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,4 triệu người, cao hơn 0,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,1 triệu người, lực lượng lao động nữ đạt 24 triệu người. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý 2 năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 50,3 triệu người, tăng 417.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,6 triệu người, tăng 762.000 người. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý 2 năm 2022 là 55,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức của cả nước 6 tháng đầu năm nay là 55,9%, giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng giảm có thể thấy được ở các khu vực thành thị, nông thôn, ở cả nam giới và nữ giới. Số lao động sản xuất tự sản tự tiêu quý 2 năm 2022 là 4,3 triệu người, giảm mạnh so với quý trước, giảm hơn 0,4 triệu người nhưng vẫn cao hơn 0,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu 6 tháng đầu năm 2022 là gần 4,6 triệu người, cao hơn 0,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động này chủ yếu ở các khu vực nông thôn chiếm 89,6%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 2 năm 2022 là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,48%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 1,88% và 2,85%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 năm 2022 là 2,32%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,30 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 2,39%, giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2 năm 2022 đạt 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 6,5 triệu đồng, tăng 5,3%, tương ứng tăng 326.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 11%, tương ứng tăng 646.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan Thống kê Quốc gia nhận định, thị trường lao động Việt Nam trong quý 2 năm 2022 đã có nhiều khởi sắc. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 đã giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng, lao động có việc làm tăng mạnh, đặc biệt là trong khu vực dịch vụ,